Hello mọi người, vừa đang chúng anh chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Hôm nay chúng sẽ lên cho mọi người một dòng sản phẩm cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Một trong những cái màu hoa mà cực kỳ hot trên thị trường và gần như không có nhiều nữa mọi người nhé. Màu hoa này gần như là không có nhiều, rất là ít vườn làm mọi người nhé. Đó là dòng trắng chớp bông đại. Dòng trắng chớp bông đại là một trong những cái màu đẹp và rất là siêng hoa, bông to và có màu sắc rất là đẹp, cũng như là cây phát triển rất là khỏe mạnh, cây to và lá rất là đẹp luôn. Và bầu cốc là 3.5 mọi người nhé. Các nhà đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung hoặc là Zalo 0978811190 hoặc liên hệ qua fanpage, qua kênh TikTok và YouTube Vườn Lan Trung Anh. Mặt hoa trắng chớp là một trong những mặt hoa cực kỳ đẹp và em Trung tri ân cho mọi người với giá là 75k một cốc, bầu 3.5 cây tơ cho hoa Tết mọi người nhé. Đặc biệt bác nào mà sưu tầm 5 cốc là bên em đã hỗ trợ bao ship nhanh cho mọi người. Còn dưới 5 cốc thì cả nhà phụ thêm cho bên em là 35.000 tiền ship nhanh. Và các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng bầu cốc 3.5, đúng cây đang có bộ rễ phát triển khá là khỏe mạnh mọi người nhé. Đấy, cây đang có bộ rễ phát triển rất là khỏe mạnh, rất là đẹp để mọi người sưu tầm. Dòng trắng chớp là một trong những cái mặt hoa mới và những cái mặt hoa mà gần như là không còn ở trên thị trường luôn mọi người nhé. Không còn trên thị trường nữa. Bởi vì dòng trắng chớp này không phải là vườn nào cũng làm được ra cái dòng trắng chớp mọi người nhé. Nó rất là hiếm luôn. Và mọi người nhớ cho em là số lượng không có nhiều, số lượng không có nhiều, rất là ít để mọi người sưu tầm. Đấy, bắt đầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190 hoặc nhắn tin vào Zalo cho em Trung cùng số là 0978811190 hoặc nhắn tin qua fanpage, tin nhắn là Vườn Lan Trung Anh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng Vườn Lan Trung Anh trong suốt thời gian qua. Mọi người nhớ like video và cho em Trung một lượt đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Trung Anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày mới thật là bình an.